Hôm nay anh sẽ chế tạo cho voi con bé nhỏ một loại thuốc thần bí. Cái này phải thành công á, mua được mấy căn biệt thự đấy. Biệt thự á? Em còn thích làm Lamborghini nữa. Chỉ cần chế tạo thành công, em thích cái gì, anh mua cho em cái đấy. Chế tạo đi. Chắc chắn nó sẽ thành công. Thành công rồi. Ông Tư này, ông dễ thương hay là ông giết người đấy hả? Không biết cái gì đâu, chắc là có lỗi gì ở đây. Để anh làm lại. Lần này á, ông cho mày tức, xem mày có còn ngủ nữa không. Đấy, hết luôn. Nào, thành công nào. Cầu trời phấn phần cho tôi thành công. Kìa, khói. Ôi, quá, thành công rồi, thành công rồi. Cẩn thận. Anh yêu ăn thịt đi, xem công dụng nó thế nào. Ui, không được, anh là chồng nên anh phải nhường nhịn em trước. Em ăn thử đi. Không, em ăn đi. Anh ăn đi mà. Anh nhường em thì em ăn đi mà. Anh ơi, đau đầu quá. Hả, sao lại đau đầu chứ? Ôi, xong rồi, anh lại sắp cuốn rồi. Ở đây nha, để anh đi tìm người trợ giúp. Đẹp như mơ sao em lại bỏ đi chứ? Đứa nào chọc tao đây? Em ơi, em đang ở đâu? Hay là hôm em về báo mộng anh à? Ôi, em ơi, tha cho anh nha, anh không cố ý đâu, em ơi. Cho chừa nha. Không được, em phải lôi anh đi cùng em. Ôi dồi, ôi em ơi, đừng dọa anh mà. Còn bao nhiêu tài sản anh chưa tiêu hết, anh không cố ý đâu. Em ơi, em tha cho anh đi. Đừng mà. Cái gì đây? Bao. Em ơi, em đang ở đâu đây? Anh đã bảo anh xin rồi, đừng làm gì anh mà. Em ơi, tha cho anh. Ôi giời ơi, anh yêu ơi. Này, người ta treo tí. Ngốc thật à. Thôi, em xin lỗi anh yêu nha. Em đi chơi tiếp đây, bye bye. Với cái bộ dạng này, mình phải chọc phá những đứa mình ghét mới được. Chủ nhân bảo ta canh cửa. Thằng nào xâm phạm vào đây á, ta xử luôn. Thằng này dám to mồm, bạn cũng chừa luôn. Để xem có ai dám vào đây không nào. Thằng nào vừa đạp tao đi? Tao mà biết được á, đừng có trách tao nha. Lính đỏ đâu? Mang nước vào đây cho ta. Đây à, nước của chủ nhân đây. Mày chết với bà. Đây, mời chủ nhân dùng mà. Được rồi. Mày chêu bà mày đấy à? Mày không muốn chết không? Không phải em, nước em không có. Một vở kịch thật là hay ho và hấp dẫn. Mày không phải em là đủ. Chú Nhân ơi, Hải. Cái gì đây? Là mày. Mày giở trò với tao hả? Không, em có dám đâu à. Không phải em. Chú Nhân, lẽ tha cho em đi. Tao bị hổng vua. Cái gì đây? Chú Nhân, ai vậy? Linh đỏ, sao ta lại đau như thế này? Sao vậy? Ai đánh ta? Cứu ta! Linh đỏ! Chú Nhân, người sao đây? Chú Nhân ơi, nhà mình có ma. Mà cái đầu
ông ơi, nhà này ta phong ấn hết rồi. Hay là ta bị bệnh nha. Đi thôi. Thế là mình đã trả thù con bức bệnh đáng ghét rồi. Đi chơi tiếp thôi. Nào, nào. Một, giờ, hai, giờ, ba. Bỏ việc đi. Mày không thắng được tao đâu, cháu trai à. Lần này á, chú sẽ thắng ba. Cứ thử xem. Thắng đi mày. Cháu trai à. Mời ba. No, 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 no. La, 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 la. Ủa? À, có trò hay rồi. Kéo mà để thương người á. Bố hoàng trưởng này. Ba hoàng trưởng này. Kéo kìa. Hai người này chơi vui phết nha. Ta chơi với nha. Kéo này. Ủa sao? Ba, ba làm cái con đấy. Đã thắng đúng không? Mày, mày không thắng được tao rồi mày chơi bẩn đúng không? Hả? Chưa biết ai thắng ai đâu nha. Bà chơi tiếp đi. Được rồi, nhớ mồm đấy. Chơi gì nha. Mày, mày tiểu xảo với tao đúng không? Hả? Đường đường là đấng nam nhi, là vua một nước, đầu đội vấn, chân đi giày. Không bao giờ cho ai nha. Thua rồi, mau úp mặt vào đây. Nói thì mày. Thằng hoàng kia, mày bỏ tay ra. Mày tấn đầu tao thế. Sao mày thế này? Bỏ ra, ai làm gì đâu. Bà tự hoang vậy đi chứ. Kìa. Ôi trời. Vui quá. Chả mấy khi được vui như hôm nay. Cái thằng ranh con này, mày dám chơi bẩn với bà. Con mà bà chơi bẩn đi. Ôi. Bà nó đâu rồi? Không ổn rồi. Chắc chắn thí nghiệm của mình thành công. Phải đi tìm bà nó thôi. Biết trốn ở ngõ ngách nào mà từ sáng giờ tìm không thấy. Thằng Hoàng. Bà. Ôi, dừng lại nhanh. Hoàng. Trời ơi, chạy nha. Trời ơi, có gì thế? Dừng lại. Ây da. Nó làm đạp mình thế. Bao nhiêu tài sản anh chưa tiêu hết, anh không có ý đâu. Em ơi, em tha cho anh đi. Đừng mà. Cái gì đây? Đây, dừng lại, nhanh. Không phải mọi người có thời gian đâu. Chắc chắn, mùi gì ghẻ đang ở đây, trêu chọc hai người đây. Ai, Dương bị ảo tưởng à? Mày, làm gì có ai ở đây? Mày bị điên à? Chỉ có bà này thôi. Ôi, anh yêu phát hiện rồi. Bà nhá. Ôi, thôi. Dừng lại nha. Bảo không thèm nghe. Chạy đi đâu. Ở đây luôn. Bóng ở đây, chắc chắn người phải ở đây. Bà hả? Từ sáng đến giờ quấy phá nhiều này. Quả này không rắc quả mù, cho bà hiện nguyên hình luôn. Cái gì đây? Ây, thôi, ông ơi. Anh yêu, là em mà. Bà cũng chưa chịu hiện hình nữa hả? Bà đây rồi. Mày chơi ăn dạng hả? Này ba, nhìn kia, chính là mẹ ghẻ đã giở trò kìa. Là con mũ ấy à? Đi. Ai của em học cái tật xấu là đi trêu người khác gì kìa? Hóa ra là gì à? Tại sao dì lại làm như thế hả? Đi khám thì ta không bị gì, thế mà chuyện gì xảy ra nha? Thế chủ nhân thấy trong người thế nào rồi? Ta may mà dì tàn hình, dì trêu bọn con nha. Chứ gì mà trêu con búp bê, dì tiêu rồi. Quê em bỏ ra một người nữa à? Tao lại vừa đi trêu con búp bê về đây. Dám trêu ghẹo ta. Công nhận thuốc của anh thành công thật. Em đánh nhau với bé bè anh tơi tả cả lên. Cái gì? Ai rồi lính đỏ? Bé kìa. Chị ơi. Đâu bà to gan đấy nhờ. Đâu. Xin lỗi, thả tay ra. Gì? Cái tội mà trêu mọi người nha. Bọn con về trước đây. Tự làm tự chịu nha. Anh không biết gì đâu. Giờ không còn ai cứu được bà đâu. Dẫn về. Anh ơi. Đi Hoàng ơi. Ôi,
Mà Dương này. Cái gì? Dương để gì ghẻ bị búp bê bắt không à? Rồi, thầy không phải lo. Dì ghẻ nhiều mưu hèn kế bẩn lắm, khéo lát nữa về trước bọn mình đấy. Thôi đi về đi. Mày cứ thôi về ba về ơi nhà, đi về đi, uống tao còn đi. Tập thể dục nữa. À, chị ơi tha cho em đi mà, lần sau em không dám động vào chị cấm nữa đâu. Nhiều. Đi. Em xin lỗi mà. Dễ làm mà kêu. Mày không tha cho bà mày nhớ trò. No. Đứng lại, mau lên đây, đứng lại cho ta. Hai tên kia có đứng lại không hả? Tấm, đang chạy trước đi, để ta cầm chân. Tại sao ngươi lại truy sát bọn ta? Ngươi không cần biết. Ngươi bỏ ý định bắt ta đi, xấu xa. Hôm nay ngươi phải đi theo ta, không bao giờ. Ta là tuyển thủ taekwondo tám đẳng đấy. Tấm tám đẳng mà phải chạy à? Rồi nha, tối nhớ chơi ngủ chung đi nha. Em vôi con. Chúng ta về nướng thôi nào. Sao lúc nước sôi lửa bỏng lại không thấy ai chứ? Anh Hoàng và Dương đều bị bắt rồi, mình phải làm sao đây? Thả ta ra, đừng bắt ta mà. Bây giờ là như này.
Đi xuống. Mau thả bọn ta ra. Cho cái vào mồm. Ta không đi. Lũ độc ác các ngươi. Các ngươi có nhanh chân lên không hả? Đứng lại. Mau thả họ ra. Ai cho ngươi bắt họ hả? Ngươi là ai? Sao lại dám cản đường ta? Ta xin trịnh trọng giới thiệu với ngươi. Đi không đổi tên, về không đổi họ. Banh thì búp bê. Banh thì búp bê. Là chị của chủ nhân ngươi. Quay, ngài là chị của chủ nhân em à? Dạ dạ. Em xem mà. Quy cái gì? Không mau thả họ ra hả? Vâng vâng, em làm ngay đây à. Đúng là bọn lính đỏ, trông thế mà ngu thật. Dạ, em tháo ra rồi à? Đừng đau bộ liễu, liễu hồn đi. Nhanh lên, không thể chém đâu bây giờ. Ê, gì thấy con diện đẳng cấp tấm mà. Mau dừng tay lại. Hả? Chủ nhân. Đứng im cho ta. Ngươi diễn cũng đàn đấy tấm mà. Đồ xấu xa, mau thả tấm nhà ta ra. Thả tòa nữa. Ui dồi ui, bén rồi. Kế hoạch B đây. Cả lũ chúng mày giỏi lắm. Ây, đau quá. Vậy thôi. Được rồi. Chủ nhân, chủ nhân có sao, sao không ạ? Cái gì? Đuổi theo. Dạ. Chạy nhanh lên. Em có sao không? Một cửa trốn cho ta. Không nữa. Tầm này còn đứng hỏi thăm nhau nữa. Nhanh lên không bắt hết giờ. Đừng lại cho ta. Hai người chạy trước đi, để bọn ta xử lý. Cẩn thận nha. Đồ quái vật xấu xa. Các ngươi cũng gan dạ đấy. Lính đỏ. Đó. Tên này dưỡng cứ để con. Con biết hết bài của hắn rồi. Dạ. Cẩn thận nha. Lên nhả nhép. Ui, mày quá, dưỡng làm tốt lắm. Tranh thủ thời gian. Chạy thôi. Chạy mau dưỡng ơi. Các ngươi đừng hòng chạy thoát. Nhanh lên. Một lũ hèn nhát. Hèn đâu mà hèn. Tấm, nàng thích to hay nhỏ? Tất nhiên là miếng to rồi. Đây, to đùng luôn nha. Nàng ăn của nàng đi nha. Anh Hoàng, tại sao lại chỉ không công bằng như thế chứ? Làm sao mà không công bằng? Nàng người bé thì chỉ ăn miếng bé thôi. Dừa đây. Không chịu, trả thêm miếng dừa này đây. Trả đây, dừa to của thêm mà. Anh Hoàng, trả thêm miếng dừa đây. Trời cao gió mát. Anh yêu ơi. Bé mở đói. Lại đói à? Một ngày có 3 bữa mà em đợi ăn tận 9 bữa. Thế này thì lương thực đâu cung cấp cho kịp. Anh quá ghê mà. Nói tệ thế á. Em biết vậy mà. Anh chỉ ngọt ngào lúc đầu. Này, anh Hoàng, nàng có dưa rồi còn gì? Đây, đưa đây. Ăn đi. Đồ ăn đây rồi. Ấy, dưa. Mang đây, trả cho Thiên. Hết rồi. Dưa. Hết rồi à. Không thể nữa. Dưỡng cái gì ghẻ kìa. Ôi dồi ôi. Dì, dì thích ăn dưa hả? Nè. Cho à, xin nhé. Con cho chứ, nhưng mà cho vào mồm. Ngon quá. Cái đầu đúng tôi. Là cái đầu kia bò. Mày nhớ mặt tao đi nha. Ok, thế không ăn nữa à? Hả? Miệng ra, để thêm. Nào, cúi xuống, cúi sâu vào. Nào, hay chưa? Một tờ tiền này thì mua được cái gì? Mua được kẹo mút thôi. Kẹo mút á? Ừ. Yeah. Em thích ăn dưa hấu cơ. Dưa hấu quá. Đưa đây để đi mua dưa. Anh đi mua. Đứng đây chờ nha. Ê. Ủa. Chơi đi anh ơi. Nhét một tờ á, ăn 5 ăn 10 luôn ấy. Thật luôn hả? Ừ. Này, em có muốn tờ tiền này á, mua 100 quả dưa hấu không? Không. Thôi, nghe anh một lần nha. Anh sẽ kiếm về rất nhiều dưa hấu cho em ăn. Không thích. Thích chưa? Này, thích rồi thì đưa đây. Này, người ta mới đưa đây. Đi đi chứ còn gì nữa. Hay,
Ui, một tờ của anh, may mắn nhận được một cuộn tiền. Có tiền cứ tờ rồi. Anh ơi, hả? Kiếm tiền dễ dàng như này á? Dễ lắm. Ông chơi đi, rồi tôi chơi với. Được chứ, được chứ. Chúng chơi đi, chơi đi. Có tiền ngay mà. Lúc đó chúng ta sẽ mua dừa thoải mái luôn. Anh Giai ơi, quay xong chưa? Để em còn đưa voi con bé nhỏ của em đi mua dưa hấu nữa chứ. Để tôi kiểm tra xem nào. Nhanh lên, để tôi chờ hơi sốt ruột. Ở đây rồi. Ui, con đây. Em ơi. Cũng là cái con gà. Ôi ông ơi, hôm nay ông là người may mắn đấy. May mắn ông hả? Mà chơi thêm á, sẽ trúng được nhiều nữa đó. Thật á? Đây, em ơi. Hay là mình cất tay một ván nữa đi. Mình đang may mắn mà. Thôi, tiền để mua dưa hấu. Nghe anh đi, nốt ván này nữa thôi nha. Đây chơi ván cuối này. Ông cứ chơi đi, may mắn lắm. Quả này á, em chơi tất tay. Được. Nghe anh, quả này á, kiếm thêm một chút tiền mình. Ông ơi, tiền nhiều lắm này. Nhiều tiền thế này thì mình sẽ tắm trong dưa hấu, ôm dưa hấu đi ngủ, ăn từ dưa hấu luôn. Anh ơi. Ô, chị có thắc mắc gì vậy? Ông nhà tôi đâu rồi? Chị muốn tìm cái gì? Anh đây, anh đây. Ô, đây rồi. Này, anh đừng bảo anh mang hết tài sản của nhà mình đến đây nha. Ừ, đúng rồi đấy. Anh tuyên bố rằng ngày hôm nay anh sẽ kiếm cho em một căn biệt thự, chứ không đơn giản là vài quả dưa hấu đâu nha. Anh Giai, chơi tất. Chơi luôn, bằng. Yên tâm là may mắn luôn về phía ta. Còn con đây rồi. Thế bây giờ okay, để em có ước mơ gì em cứ nói đi. Mình có quyền ước mà, đúng không? Ô tô này, iPhone 14 Pro Max này. Anh ơi, anh ơi, tự nhiên em đau bụng quá. Em đi vệ sinh tí nha, đợi em tí. Bao giờ đây? Nhanh lên đi nha, tôi sốt ruột lắm rồi đây. Em cứ ước tiếp đi. 3 hours later. Anh ơi, sao lâu quá? Sao này em đi gì mà lâu thế nhỉ? Anh yêu ơi, em sắp tụt huyết áp đến nơi rồi. Anh đi gọi người ta về đi, nhanh lên. Ông ấy đi ở đâu ai biết được mà tìm. Thôi, mở ra lấy tiền mua biệt thự mà ở chứ. Em ơi, hóa ra chúng ta bị lừa rồi. Tay trắng về không rồi. Đồ ngu.